Thưa quý vị, những ngày gần đây, các cơ sở y tế tại Đà Nẵng tiếp nhận khám điều trị cho nhiều trường hợp trẻ nhỏ mắc các bệnh liên quan đường hô hấp. Thời tiết lạnh và nồm ẩm đã khiến nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp. Các cơ sở y tế cũng quá tải bệnh nhi. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, lượng bệnh nhi tăng đáng kể với hàng ngàn trường hợp trẻ các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Trong đó, nhóm trẻ từ 1 đến 3 tuổi chiếm tỷ lệ lớn. Theo các bác sĩ, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ mắc các bệnh lý đường hô hấp tăng đột biến là do thời tiết lạnh và nhiệt độ thay đổi bất thường, dễ phát sinh vi khuẩn, virus và lây truyền mầm bệnh cho trẻ. Lạnh này, rồi nôn này, rồi chênh lệch nhiệt độ giữa các ngày lớn, hoặc thậm chí là chênh lệch nhiệt độ giữa các thời điểm ở trong ngày, giữa ban ngày và ban đêm nó cũng rất là nhiều. Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình, những ngày gần đây, bệnh nhi đến khám và điều trị cũng gia tăng đáng kể. Thống kê cho thấy, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khám khoảng 200 lượt bệnh nhi và hiện có khoảng 100 bệnh nhi điều trị nội trú. Cái dung lượng bệnh tại khoa là tăng khoảng 50% so với cái thời điểm là trước Tết. Thì cái lượng bệnh này nó tăng là có lý do. Thứ nhất là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi. Và cái thứ hai là mấy bé quay trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán. Thì cái mặt bệnh chính đó là những bệnh lý về hô hấp như là viêm phổi hoặc là hen. Cái mặt bệnh thứ hai là bệnh lý về tiêu hóa. Các bác sĩ khuyên cáo, bệnh đường hô hấp đang tăng mạnh nên trẻ dễ bị lây chéo trong môi trường lớp học hoặc tiếp xúc với người mang mầm bệnh. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường trong việc phòng chống các bệnh liên quan trong lớp học, nhất là các lớp nhóm trẻ mầm non.